Thoáng hơn khoảng nhiều không? Bao nhiêu phần trăm? Đúng đối đấy. Bước từ trên ghế, bước rồi. Xuống. Bước xuống cái, thế là thấy nó nhói cái. Vâng, đau hẳn. Thế là từ đấy nó đau hẳn luôn. Vâng, em tưởng là chỉ bình thường đơn giản thôi. Mà... Đó là lý do sao chứ em cũng đi cũng chăm sóc nhưng mà nó không hết được. Cái này nó phải có kiểu nó mới hết được. Tí nữa nó đỡ ngay mà. Cách đây 3 tháng ấy, em bị trượt rút. Tự nhiên bụt phát nó bị trượt rút ở ngón chân này. Đấy, ở gót chân này. Đấy. Xong rồi em nghỉ với hạn chế vận động khoảng 3 ngày thì là nó hết. Xong đi lại bình thường, đi lại bình thường. Xong có một lần em bước từ trên ghế xuống cao như này này. Đấy, bước tập rất chân bình thường luôn. Em tự nhiên nó đau hẳn lên. Nó đau hẳn lên giống như hôm trước ấy. Đấy, xong em lại nghỉ mấy ngày thì nó lại hết. Xong kể từ đấy trở đi là cứ mỗi lần em kiễng lên ấy là nó lại đau. Thứ hai là cái nền nhà ướt này này mà đổ nước vào ấy. Đi lên là y như rằng nó lại đau. Nó lại đau. Rồi, nơi ở bình thường thì nó không đau. Không thì nó đỡ không đau. Cái buổi sáng ngủ dậy làm chân nó đất thì thế nào? Nó cứng. Nó cứng, nó có đau không? Cũng không đau lắm. Nó cứng, bây giờ như bây giờ thì sẽ cảm thấy là nó cứng. Nó cứng kiểu nó cảm giác như kiểu nó dễ bị trượt rút ấy. Tức là cái bàn chân này này, cái hôm này làm sao mà cái em nói là cái cảm giác thấy trượt rút ấy thì nó thấy trượt rút từ bao giờ? Mà lúc đấy làm gì mà nó trượt rút? Đang nằm thôi. À, tức là mình đang nằm thì thấy tự nhiên nó rút hết cả từ dưới này lên. Vâng. Rồi. Thế xong rồi làm sao em vừa nói là vấn đề là đau tiếp ấy, thì là bị chấn thương như thế nào nữa? Sau đấy một thời gian thì em bước từ trên ghế, bước rồi. Xuống. Bước xuống cái. Thế là thấy nó nhói cái. Vâng, đau hẳn. Thế là từ đấy nó đau hẳn luôn. Sau đó lúc mà nhói cái đấy thì em có đi lại bình thường không? Lúc đấy phải ngồi lên giường ấy. Ngồi lên giường. Phải ngồi lên giường nghỉ một lúc. Bao nhiêu lâu sau thì mình đi lại bình thường rồi? Có khi phải ngày hôm sau ấy. Ngày hôm sau. Nếu bây giờ gần như đi lại thì cũng đa phần là bình thường, chỉ có đi lại thì cũng bình thường. Buổi sáng ngủ dậy thì nó cứng. Vâng. Và nếu như mà cái nền nó ướt thì tức là mình giữ thăng phải giữ thăng bằng là nó đau. Nó đau. Này đau chưa? Không đâu. Em gấp mạnh cái ngón chân vào chưa nào? Đau không? Ấn vào thì đau. Đấy, ấn vào thì đau. Đây sao? Ấn vào thì hơi đau. Nó có nhói như cái một hai cái ngón kia không? Cái đấy phải ít hơn. Hơi hơn. Nó có giống cái bên này không? Chỗ này này, đau này, giống chỗ này không? Nó cũng giống thế. Giống thế, chỗ đấy không ra, nhưng còn mấy cái chỗ này thì nó khác nhau đúng không? Đấy, đấy đau hơn. Này đâu? Không. Em được đứng kiễng xuống anh chị nào, đứng xuống. Dùng ấy. Dùng yếu. Yếu. Bây giờ cho nước đây là ghi rằng em dính chuyển này. Đứng luôn. Nó cũng chưa phải đau hẳn luôn lên đâu. Mà lúc sau thôi. Lúc sau đấy không? Cái này là cái gân găng chân. Bị cái gân găng chân của cái nhóm này này. Đây ba cái của con 2, con 3, con 4 này. Có thể cái lúc mà em bị trượt rút thế là nó cũng đã yếu cái gân cơ đấy, chứng tỏ là cái vùng cái gân cơ cái vùng cổ chân của bàn chân này, bàn chân này nó cũng yếu một cái gì đó. Thế sau đó thì là đó là một lý do tại sao mà đến khi lúc mà em bị bước đột ngột em bước hụt nó xuống ấy, nó hụt nó xuống ấy là nó bị rách ra. Đó là có cả những nhóm gân gấp nữa. Thế hiện tại thì khi anh test ấy, cái nhóm gân gấp của em ấy thì em lại không đau nhiều. Nhưng mà cái tư thế mà em mà để mà em giữ thăng bằng khi mà nền nó ướt ấy và kiễng lên ấy thì là cái gân chân này làm việc rất là nhiều. Gân trên dưới. Đây cái gân cái gân gấp cái ngón chân, gân cơ gấp cái ngón chân, cái gân gấp một lòng đây. Đó. Cái này ấy, thì là test một số những cái bài mà em mà tức là nó kéo giãn những cái gân hay là cái bao gân đó hay là cái gân gần chân đó thì em lại không đau, chỉ có những cái động tác mà em đau cụ thể thôi. Thì cái chính, cái vấn đề chính của mình ấy, là anh nghĩ là những cái bao này, những cái bao xưa của gân gốc này do nó bị trượt rút hay là nó giật hay là như thế nào đấy nó làm rách những cái bao này
những bao sơ này, rách những cái bao sơ này. Chính vẫn là vấn đề là rách cái bao sơ của cái gân này. À, còn cái nữa là khi em đi cái giày này, em có cái giày thao, cái đi cái này là rất là hay đau, nó cứ cong cong mũi nha. Đi cái giày này là một lúc lâu lâu là nó cũng hay đau đấy, khó chịu đấy. Trước nó đã từng bị đau đau rồi á? Trước em đánh cầu lông thỉnh thoảng ấy, thấy hơi hơi đấy, nhưng mà mỏi mình nhói như thế. Đấy, thì lý do là nó bây giờ nó viêm cái đấy, hoặc là nó bật là nó rách ra. Điều trị cái gì em? Thì mình vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu. Tất cả những cái tổn thương của cái vùng cổ bàn chân ấy, thì thường đa phần nó cũng rất là khó lành. Có lành được, nhưng mà nó rất là khó, nó lâu hơn những nơi khác. Bởi thứ nhất là về cái nuôi dưỡng của nó rất là kém, thì nó rất là xa tim. Đó. Mà xong khi kể cả cái máu nó đi về tim cái thứ thì nó cũng bị kém hơn, bởi vì nó lại ở dưới rất là thấp. Và đã thế thì làm tất cả mọi thứ đều làm cho nó rất là nhiều, làm mệt rất là nhiều. Giờ mình làm việc gì mình cũng cần đến nó, mình giẫm chân đất là mình chờ để làm việc đến nó rồi. Nếu cái này nó rách ra rồi thì bây giờ để mà cho nó liền lại thì nó rất là khó. Rách ra rồi vì là những cái gì, vì nó cũng bị lâu rồi, cho đến bây giờ được bao nhiêu lâu rồi? 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng rồi. Nếu như mà nó mà giống như mình bị đứt tay ấy, mình đứt tay cái thứ mình muốn liền nó lại, mình băng nó lại đúng không? Thế nhưng mà vì cái này chẳng có băng kiểu gì cả. Đúng không? Ngay từ ban đầu á, băng lại chứ không băng kiểu gì cả. Cho nên là hiện tại chỗ nào nó rách thì nó rách thôi, và bây giờ nó làm em đau là vì là khi nó rách đến những cái chỗ rách này rồi nó không liền được lại. Nó không liền dẫn đến các em cứ đau vậy. Hoặc là kể cả như nó liền nó xe lại rồi thì nó cứ sơ hóa rồi nó canxi hóa cùng đấy, nó làm cái gai kích thích nó cứ làm mình đau. Đó. Cho nên là bây giờ mình phải trị liệu để tất cả cái đấy là nó sẽ liền lại, nó hết cái, nhưng không phải nó liền hẳn với nhau này nhá. Ví dụ nó tưa ra như này nhá, ví dụ đứt nó tưa ra như này thì những cái này ấy, nó không liền được với nhau, nhưng nó sơ hóa canxi hóa nó chính là một gai kích thích làm mình đau. Thì bây giờ mình làm cho tất cả các thứ nó liền lại như cái tổ chức bình thường thôi, chứ không phải là nó liền lại với nhau. Và đương nhiên có thể nó liền lại với nhau được thì càng tốt, nhưng mà nó cái tỷ lệ đấy nó ít thôi. Đó. Thế cái này có trở về bình thường không? Em có thể chạy được. Chạy được chứ. Nhưng mà nếu mà nó rách nó không lành được thì sao chạy được? Vẫn chạy được. Vẫn chạy được nhưng mà mình băng nó lại. Băng nhưng mà nó cũng chỉ giữ được một phần rất nhỏ. Nó không nhiều. Nếu như thế thì mình chơi thể thao bình thường thì còn đâu? Mình chơi được chứ, mình vẫn chơi được chứ, nhưng mà mình sẽ bị hạn chế thôi. Ví dụ trước đây thì mình chơi được 10 phần thì khả năng mình chỉ chơi được khoảng 7-8 phần thôi. Và dần dần sẽ mình tập luyện lại, dần nó sẽ quen đi. Thì mình sẽ chơi được lại thôi. Nguy hiểm nhỉ? Không phải đơn giản đâu. Tức là em tưởng là chỉ bình thường đơn giản thôi. Đó là lý do tại sao trước đây em cũng chăm sóc nhưng mà nó không hết được. Cái này nó phải có kiểu nó mới hết được. Tí nữa nó đỡ ngay mà. Và chắc chắn rét rỉ rét thay đổi đi. Đúng rồi. Khi mà ví dụ đấy thì em đi cái giày đấy đấy. Đi cái giày đấy mà nó đau hơn ấy thì mình thay cái giày đi. Vì những cái giày đấy nó có thể là không hợp form mình hoặc là nó làm ảnh hưởng đến cái đấy. Vật lý trị liệu đúng không? Vật lý trị liệu thôi, còn nếu như mà khi mà vật lý trị liệu có thứ mà nó liền mà chưa được ưng ý ấy, thì tức là đấy, nó trơ ra lúc đó thì mình lại tiêm cái tương đồng tổ cầu vào thì nó lại ok đâu mà. Nó bắt buộc nó lại phải liền thôi mà vấn đề. Mềm đi đấy. Thoải mái hơn thôi. Mềm đi đấy. Đứng kiếm lên xem nào. Kiếm nghiêm mái nhẹ nhàng, thả lỏng tay không phải chống đâu. Kiếm một chân một thôi, chân kia làm chủ. Thoải mái hơn thôi. Thoáng hơn khoảng nhiều không? Bao nhiêu phần trăm? Đúng đối đấy.
Người này không thấy vướng gì. Ừ, tỏa rồi. Rồi, ok.